những nhân viên y tế trên Việt Nam mắc COVID-19. Ca bệnh số 86 là bệnh nhân nữ 54 tuổi, điều dưỡng của trung tâm bệnh nhiệt đới bệnh viện tháng 3 năm 2020. Bệnh nhân kiểm gia đình tại Côn Đảo theo hành trình Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh trên chuyến bay VN8059 ngày 8 tháng 3 năm 2020 bay ra Hà Nội, không nhớ rõ chuyến bay. Ngày 9 tháng 3 năm 2020 đi làm bình thường, không có biểu hiện lâm sàng. Ngày 11 tháng 3 năm 2020 bệnh nhân có triệu chứng tức ngực, không ho, không sốt và nhập viện viện tim mạch thuộc bệnh viện Bạch Mai C4 điều trị theo hướng tăng huyết áp, đau thắt ngực do bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp trong vòng 4 ngày. Trong quá trình điều trị tại C4 vừa đeo khẩu trang. Sáng ngày 19 tháng 3 năm 2020, bệnh nhân được viện tim mạch cho xuất viện. Sau khi được xác định có nhiều lần tiếp xúc gần với bệnh nhân số 87, gặp ở thang máy, ăn chiều cùng, ngủ chiều cùng, bệnh nhân được xét nghiệm sàng lọc vào ngày 19 tháng 3 năm 2020 và tối cùng ngày cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. 23 giờ ngày 19 tháng 3 năm 2020, bệnh nhân được đưa đi cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Chiều 20 tháng 3 năm 2020, kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương khẳng định bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Ca bệnh số 87, bệnh nhân nữ 34 tuổi, điều dưỡng làm việc tiếp đón tại khu cách ly Trung tâm Bệnh nhiệt đới thuộc Bệnh viện Bạch Mai. Ngày 18 tháng 3 năm 2020, bệnh nhân có các triệu chứng như mệt, ho, sốt và được làm xét nghiệm tại khoa vi sinh Bệnh viện Bạch Mai, có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân được chuyển tới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 Đông Anh để cách ly. Mẫu bệnh phẩm được chuyển đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Kết quả xét nghiệm tối 19 tháng 3 năm 2020 khẳng định bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Qua giả soát cho thấy bệnh nhân có nhiều lần tiếp xúc gần với bệnh nhân số 86. Phòng khám cách ly của Trung tâm Bệnh nhiệt đới đặt tại tầng 1. Nhân viên được trang bị đồ bảo hộ lao động để làm việc như mũ, khẩu trang, kính, quần áo. Điều dưỡng này được cử làm việc ở đây từ đầu tháng 2 năm 2020. Hàng ngày nhập thông tin của các bệnh nhân đến khám tại phòng khám cách ly vào máy tính, điền thông tin, đo dấu hiệu sinh tồn. Ngay khi mới được phát hiện là các ca nghi nhiễm, hai bệnh nhân 86 và 87 đã được Bệnh viện Bạch Mai cách ly. Những người trong gia đình, những người có tiếp xúc gần với hai người này đã được tiến hành sàng lọc, xét nghiệm và cách ly. Bên cạnh đó, Bệnh viện Bạch Mai cũng đã lập danh sách những người tiếp xúc gần với những người có tiếp xúc gần với hai ca bệnh này để tiếp tục theo dõi sức khỏe, đồng thời thực hiện tiêu độc khử trùng các khu vực liên quan. Riêng những bệnh nhân điều trị nội trú tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới đã được chuyển sang Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương để tiếp tục điều trị. Ngày hôm nay, ngày 20 tháng 3, tính đến thời điểm 16 giờ, Việt Nam đã ghi nhận thêm